những bàn thắng quý như vạn của người hùng U20 Việt Nam. Trước khi tỏa sáng cùng U20 Việt Nam, Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Văn Trường đã từng sắm vai người hùng ở các giải trẻ quốc nội với những bàn thắng quý giá vào phút cuối. U20 Việt Nam vừa có chiến thắng quan trọng trước U20 Qatar với tỷ số 2-1 ở lượt trận thứ 2 bảng B, vòng chung kết U20 châu Á 2023. Trong đó, Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Văn Trường đã sắm vai những người hùng, góp công lớn giúp đội bóng do huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt giành trọn 3 điểm. Quốc Việt và Văn Trường đã ghi hai bàn thắng quý như vàng ở những phút cuối. Đối với Quốc Việt, tiền đạo trẻ của Hoàng Anh Gia Lai mở tỷ số ở cuối hiệp 1. Còn Văn Trường, anh đánh đầu ngược để ấn định chiến thắng 2-1 đầy cảm xúc cho U20 Việt Nam khi trận đấu sắp kết thúc. Quốc Việt và Văn Trường đã lên tiếng rất đúng lúc. Có lẽ, họ rất có duyên với những phút cuối, với những bàn thắng mang ý nghĩa quyết định. Trước khi tỏa sáng trong màu áo U20 Việt Nam, Việt và Trường đã từng sắm vai người hùng với những pha lập công quý như vàng ở những phút cuối tại các giải đấu cấp độ trẻ để đưa đội bóng của mình chạm tay đến chức vô địch. Còn nhớ ở vòng chung kết U21 Quốc gia Thanh niên 2021 tại PVF, Hưng Yên. U21 Học viện Nutifood JMJ với đội hình non trẻ, đa số cầu thủ 17, 18 tuổi, thiếu kinh nghiệm trong lần đầu dự giải đã gây bất ngờ khi vào đến trận chung kết để đối đầu với ông lớn U21 Hà Nội. Đặc biệt, giải U21 năm 2021 cho phép các đội sử dụng những cầu thủ U22 để chuẩn bị cho SEA Games 31. Chính vì vậy, U21 Hà Nội khi đó có đội hình rất chất lượng với những cái tên như Đặng Văn Tới, Nguyễn Hai Long, Lê Xuân Tú. Dù U21 Học viện Nutifood JMJ không được đánh giá cao bằng đối thủ nhưng đội bóng do huấn luyện viên Guillaume Gerichen dẫn dắt đã chơi một trận đấu đầy kiên cường. Đến phút cuối trận, 90-1, Nguyễn Quốc Việt là người đã có pha bứt tốc kinh điển để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Qua đó, U21 Học viện Nutifood JMJ đăng quang ngôi vô địch nhờ pha lập công của người hùng Quốc Việt. Siêu phẩm từ khoảng cách hơn 60m của Văn Trường ở chung kết giải U19 quốc gia 2022. Trùng hợp rằng, TVF Hưng Yên cũng là nơi đánh dấu kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời cầu thủ của Nguyễn Văn Trường. Tiền vệ sinh năm 2003 từng cùng U19 Hà Nội nâng cúp vô địch ở vòng chung kết U19 quốc gia thanh niên 2022. Và trong chức vô địch này, Trường là nhân vật chính. Trong trận chung kết của giải, khi tỷ số đang là 1-1, Nguyễn Văn Trường là người đã ghi bàn ở phút cuối của trận đấu 89 để giúp U19 Hà Nội lội ngược dòng thắng U19 Việt Theo 2-1. Đáng chú ý, bàn thắng quý như vàng của Văn Trường còn được ghi theo một cách rất đặc biệt. Tiền vệ 20 tuổi đã tạo ra một siêu phẩm từ khoảng cách hơn 60m để đưa U19 Hà Nội đăng quang. Tại lượt trận cuối vòng bảng giải U20 châu Á đang khởi tranh tại Uzbekistan, U20 Việt Nam sẽ đối đầu với đối thủ rất mạnh là U20 Iran. Đây được xem là trận đấu quyết định cho tấm vé đi tiếp vào tứ kết. Hy vọng, Quốc Việt và Văn Trường sẽ tiếp tục lên tiếng đúng lúc, thể hiện được cái duyên ghi bàn của mình để đưa U20 Việt Nam vào vòng trong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.